Chào các bạn, mời các bạn cho kênh một like, một share và một subscribe nếu các bạn nào chưa subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì trong cái clip này, mình sẽ có hai việc bàn với các bạn, đó là cổ phiếu của VinFast thật sự ngày hôm nay không tốt mấy. Và mình cũng nên đưa lại những người ở Quebec, Montreal, Quebec hay là ở Quebec, bên cái tiểu bang Quebec ở Canada, là đa số họ nghĩ gì về xe VinFast, họ thích hay là không thích. Thì các bạn cũng thấy là cũng có người họ thích chứ không phải không thích nha. Cho nên thì các bạn theo dõi. Thì bây giờ trước khi vào clip thì mình sẽ coi cổ phiếu của VinFast ngày hôm nay xuống 1.93%, đóng với giá 4 đồng 10. Trong ngày thấp nhất là 4 đồng 07, cao nhất là 4 đô 24. Volume ngày hôm nay là 1.274.798 cổ phiếu, và market cap hay là vốn hóa là 9.585 tỷ. Thì cái vốn hóa của VinFast hiện tại đã xuống dưới 10 tỷ USD nha. Thì với cái volume ngày hôm nay thì thật sự nó cũng quá thấp. Với volume như kiểu này thì không có cách nào VinFast gây vốn được nữa cả. Thì có một cái mình cũng thấy rất ngạc nhiên là trên trang nhà của Finance của về cổ phiếu VinFast, ba hồi nữa để là 234 billion, rồi xong thường thường á là implied share outstanding, lần trước nó để là 2.54 billion, bây giờ nó sửa lại 2.34 billion. Cái này mình không hiểu là VinFast có muốn bán hay là không bán. Bán thì nói đại, muốn bán cái cổ phiếu gây vốn thì nói đại, mà cứ ba hồi bán, ba hồi không bán, rồi bán không bán, mà từ tháng 10 tới bây giờ có một cái 100 triệu xe, rồi tới 200 triệu xe, cứ nói bán không bán, rồi cứ ra cái bao nhiêu lần là để muốn bán mà rốt cuộc lại không bán, rồi cứ mỗi cái quý lại phải làm một cái sửa lại một cái bản cáo bạch tiếp để mà xin bán cổ phiếu, mà lúc nào cũng phải xin bán cổ phiếu hoài mà không có cách nào bán được cả, mà cứ làm mỗi lần làm là tốn tiền, là tốn mấy trăm ngàn cái triệu bạc gì đó, mà cứ phải làm đi làm lợi, làm đi làm lợi để làm cái gì. Thì nếu mà bán được thì cứ bán nha, chứ mà cứ tối ngày sửa qua sửa lợi, cứ làm qua làm lợi thì rốt cuộc cũng không bán, rồi đến lúc nào mới bán bây giờ, khổ thế ha. Thì cái đó là nói về cái cổ phiếu VinFast, thật sự là nó số giao dịch quá ít đi, cho nên rất khó mà gây vốn trên sàn chứng khoán hiện tại. Thì đó là việc thứ nhất. Sau đó bây giờ mình sẽ lên trang nhà của Quebec. Ở đây là những người không phải, hầu hết là những người không phải là người gốc Việt nha các bạn, hầu như là người gốc Pháp. Thì người gốc Pháp họ cảm tình với là xe VinFast nhiều hơn là người gốc Anh. Người gốc Anh hầu như là chỉ có Ấn Độ là nhiều, Ấn Độ là mua xe VinFast. Còn bên Mỹ là người Mỹ hầu như là không mua, hầu như là người gốc Việt ở Mỹ thì họ mua. Nhưng mà ở Quebec, Montreal, Quebec hầu như là người gốc Pháp họ mua. Bởi vì sao? Bởi vì đa số những cái báo chí của tỉnh bang Quebec mà nói tiếng Pháp á, họ đưa ý kiến không quá khắc nghiệt đối với VinFast. Họ có đa số là họ đưa một cái ý kiến hầu hết là tốt nhiều hơn là xấu, không như là tất cả báo chí của tiếng Anh nha. Thì ở đây cái bạn Mohammed Ben này, bạn hỏi một câu hỏi rất là hay. Chào, là ở đây tôi nghe rất là nhiều, ngay trên căn nhà này có nhiều những cái gì rất là không tốt, và rất là mình làm cho mình rất là nản. Thì bạn ấy hỏi là ở đây có một cái người nào không có vấn đề nào lớn hay không. Thì các bạn khá ngạc nhiên là có một nhiều người họ trả lời nha. Đối với tôi là mức độ lo lắng của bạn là khá cao. Điều này bình thường khi bạn sử dụng điện. Đối với nhiều người, sự thay đổi sẽ xíu khiến nhiều người sợ hãi, nhưng một khi bạn đã thực hiện thực hiện giống như là thí dụ mà bạn mua xe thì bạn không bao giờ trở lại.
Về phần tôi không có vấn đề gì, vẫn ở bản cập nhật số 7 và nó chạy rất tốt trong 6 tháng, không hề hối tiếc. Không, đây là có những người bạn là DJ Dali, không phải là người gốc Việt nha các bạn. Thì ở đây có bạn Jonathan Pentier, tôi có một chiếc xe điện, bây giờ tôi muốn đổi qua một chiếc xe khác, từ cái chiếc xe mà chạy bằng ga của anh ấy. Thì tôi hiểu là những lo ngại của bạn, và tôi cũng đang lo ngại, tôi cũng cũng ngần ngại khi để mà mua một chiếc xe VF8 khi mà gặp những vấn đề trên một cái căn nhà này, không? Thì cái bạn này là mua tới 2 chiếc nha. Cái Christopher Gatson này á, thì anh này rất là thích xe VinFast, bởi vì hiện tại là anh ấy không có gặp vấn đề gì cả, và hiện tại anh ấy đã có 2 chiếc xe VF8, 1 cộng và 1 cộng performance. Thì bạn ấy nói là thì bạn cũng sẽ gần nản khi mà bạn lên một để xem trang nhà của Tesla Model Y. Bạn cứ thử xem coi họ có vấn đề hay không, không? Thì bạn André Le Chasseur, bạn ấy nói có, tôi 3 năm 75.000 km không có vấn đề gì cả. 75.000 km thì 3 năm rồi là dĩ nhiên cái đó Tesla rồi, VinFast ở đây mới có mấy tháng à. Thì bạn nói mày nói Tesla không, rồi sau đó là gì? Thì bạn Jim Tadio nói là 9.800 km từ tháng 10 và không có vấn đề gì cả, và tôi rất thích VF8 Eco. Và bạn Mario Phật Linh nói là chào, tôi có một cây Eco từ 16 thì tháng 1 và tôi không có vấn đề này gì cả, và bây giờ tôi đã tới 4.000 cây số rồi. Bạn Jean-Pierre Martin nói là tôi đã theo dõi Tesla ID4 và VinFast, tất cả mọi người đều có vấn đề. Và tôi so sánh nó giống như là cái giống như trang nhà giờ du lịch ở miền Nam, không? Thì khi mà mọi người đến Cuba và phàn nàn trên mạng xã hội, nhưng mà có cái lạ là có nhiều người lên đến Cuba lúc nào phàn nàn, nhưng mà cũng có số người đi họ cũng thích như thường. Tôi sẽ sở hữu VF8 cộng của mình vào thứ tư, tôi biết có một lỗi và tôi nghĩ là không có gì hoàn hảo cả. Rồi bạn này nói là Eric Provenza, tôi đã có từ 2 tuần và đã 1.500 km đi, và đi bận đi bận về từ Toronto, không có vấn đề gì cả. Không. Và có cái là có vấn đề là chỉ họ giao xe cho tôi bằng bánh xe mùa đông thay vì bánh xe mùa hè. Không. Và cuối cùng là họ sẽ thay bánh xe miễn phí cho tôi tuần này. Trời ơi, ngon thiệt nha. Giao xe xong rồi mọi người đổi bánh xe khác cho nữa. Trời ơi, ngon thiệt. Vậy là công nhận, ngon. Ha, ngon. Thì bạn Didius Palat nói là tôi không có vấn đề gì cả. Không có vấn đề lớn mà cũng không có vấn đề nhỏ. Bà Cạc Defest nói, để nói với bạn là bình thường là khi bạn thấy có nhiều người bị vấn đề, tại vì chỉ có khi nào mà họ lên cái trang nhà thì họ đưa những vấn đề họ ra thôi, ít có nhiều người nào nói mà lên đây mà đưa những vấn đề tốt không ha. Thì bạn Denis Sanart nói thì đăng tất cả các group thì tất cả xe họ đều có vấn đề. Họ lúc nào cũng nói về vấn đề nhiều hơn là khác nha. Thì bạn Sẹt Majo nói 14.500 km có những vấn đề nhỏ mà không có gì mà lớn cả.
Thì bạn Steve Sutherland nói là tôi đã làm được 8.000 km. Thì cái vấn đề của bạn ấy là cái ghế làm nóng ngay cái của cái chỗ người lái xe á, thì không chạy nữa. Bạn Karin Sartin nói là ở đây không có vấn đề nào lớn cả, chúng tôi rất là thích nó. Rồi ở đây nữa này nha, đối với tôi không có vấn đề gì lớn để cho xe lăn bánh, không cần hạt reset, một hai shop reset là có thể tải qua app, coi như xe không còn không có gì to tát. Mặt khác, vấn đề về hệ thống treo ở năm 2023 đã biết và chúng tôi có cách khắc phục, tôi nghĩ là sắp có. Băng ghế lái của tôi bị lỗi sau 5 ngày theo yêu cầu là họ sửa đối với phần còn lại. Đây là những yêu cầu cải tiến có trong các phiên bản tương lai và tôi rất là thích nó. Thì ở bên đây nói là tất cả đều phụ thuộc vào sức chịu đựng của bạn về các vấn đề, nó rất tương đối từ người này sang người khác trong nhóm. Một số người đã gặp nhiều vấn đề và bất chấp mọi thứ vẫn rất gắn bó đến chiếc xe của họ, trong khi những người khác họ lại gặp những vấn đề nhỏ và khá thất vọng với chiếc xe. Vẫn còn phải xem bạn phù hợp ở đâu trong đó. Một điều chắc chắn, đừng mong chờ đợi bất kỳ vấn đề nhỏ nào. Trong trường hợp của tôi không có gì quan trọng ngoại trừ việc tôi khá thất vọng với tốc độ sạc trên các thiết bị đầu cuối công suất cao. Điều này là chậm lại động lực đi đường dài của tôi, nếu không phải ở khoảng cách trung bình thì cực kỳ dễ chịu. Không. Thì tôi đã vào cái group mà Volkswagen ID 4 thì tất cả đều giống y chang thôi. Thì bạn Mel Asa nói đã là 12.000 cây số, mặt cô Lamba nói là không có vấn đề gì cả. Bạn này Gabriel Pagan thì dĩ nhiên rồi, anh này đã cho cái phỏng vấn trên kênh của mình thì anh ấy rất là thích xe VinFast nha. Bạn Celine Vinop nói ở đây không có vấn đề gì lớn cả, chỉ có những vấn đề nhỏ nhỏ mà thôi. Bạn Phan Xoa La nói tôi khi mà sửa cái battery 12V. Bạn Mario Kijen nói giống như Julie Benfler là không có vấn đề gì lớn cả. Thì bạn Julie Benfler nói chúng tôi đã chạy chiếc xe BF8 từ tháng 9 tới bây giờ không có vấn đề gì cả. Đúng, có những vấn đề nhỏ của phần mềm nhưng mà không có gì mà cản trở chúng tôi để mà nó chạy cả. Và không, chúng tôi chưa tới sửa cỡ trạm 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 sửa xe ha. Thì đó là những gì mà những người dùng của ở Quebec họ chia sẻ về cảm nhận của họ về chiếc xe VinFast BF8. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này của mình. Nếu các bạn thích cho kênh một like, một share và một subscribe nếu các bạn nào chưa subscribe. Cảm ơn các bạn rất nhiều.